Kính chào quý vị, mời quý vị cùng bắt đầu với Điện và Đời Sống, tháng tri ân khách hàng năm 2021 của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tổ chức với thông điệp đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều hoạt động tri ân khách hàng sử dụng điện và đồng loạt được diễn ra tại 13 tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên. Tại Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang thực hiện tri ân hướng tới tất cả khách hàng sử dụng điện thông qua hoạt động kinh doanh và dịch vụ, hỗ trợ giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nghĩa tình và trách nhiệm với xã hội là hoạt động nổi bật của ngành điện. Mở đầu tháng tri ân khách hàng 2021, lãnh đạo cùng công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã hiến 152 đơn vị máu và chuyển về khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đây là lần thứ 7 tuần lễ hồng EVN diễn ra ở Quảng Ngãi. Với tâm niệm một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, lãnh đạo công nhân viên ngành điện luôn sẵn sàng tham gia hoạt động đáng quý này. Tuần lễ hồng EVN trở thành truyền thống của công nhân viên ngành điện từ năm 2015 đến nay. Ngoài hoạt động hiến máu thường niên, Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn có câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống sẵn sàng hiến tiểu cầu trong trường hợp khẩn cấp. Trong năm 2021, khi mà dịch bệnh cũng tắt bùng phát thì cái lượng máu tại bệnh viện thiếu hụt rất là nhiều. Chính vì vậy mà trong năm qua thì câu lạc bộ thì ngoài cái hiến tại bệnh viện thì hiến 15 lần, hiến toàn phần, còn hiến tiểu cầu, hiến đột xuất thì chúng ta hiến đã được 12 lần đến thời điểm hiện tại. Thì từ đây đến cuối năm, hiện giờ thì chúng tôi đang tổ chức như thế này, nhưng mà đối với các đồng chí mà hiến được tiểu cầu thì chúng tôi vẫn để dành lại để làm sao mà khi bệnh viện cần thì chúng tôi sẽ đáp ứng ngay trong cái thời buổi mà chúng ta dịch sốt xuất huyết đang bùng phát tại tỉnh Quảng Ngãi. Dịch COVID-19 bùng phát 2 năm nay, lượng máu tại bệnh viện ở Quảng Ngãi thiếu hụt nhiều. Năm 2021, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ngãi luôn có mặt khi bệnh viện cần máu. Tuần lễ hồng EVN lần thứ 7 diễn ra với chủ đề Vạn trái tim, một tấm lòng. Hoạt động thường niên nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức EVN tham gia phong trào hiến máu tình nguyện để bổ sung vào ngân hàng máu ở địa phương. Khi mà tình hình dịch diễn biến phức tạp, trong thời điểm này chúng tôi vận động về hiến máu cứu người rất là khó khăn. Trong khi bệnh nhân thì vẫn phải điều trị, vẫn phải cần máu. Do đó ngay thời điểm này cái sự tổ chức của công ty hiến máu rất là quan trọng để cứu được nhiều người bệnh. Đặc biệt không những là công tác hiến máu thường niên của công ty, một cái câu lạc bộ hiến máu của công ty hoạt động rất là hiệu quả trong những trường hợp bất kể thời điểm nào, trong những khó khăn nhất khi người bệnh cần máu, khi chúng tôi vận động máu không được ở đâu đó thì công ty điện lực sẽ đem cái câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống. An sinh xã hội trở thành hoạt động truyền thống của Công ty Điện lực Quảng Ngãi trong nhiều năm qua. Chương trình Những đứa con ngành điện triển khai từ cuối năm 2019. Những học sinh nghèo, học giỏi được công ty hỗ trợ học bổng đến khi ra trường. Đã có 3 học sinh được ngành điện bảo trợ tiền sách vở học tập với kinh phí hơn 90 triệu đồng. Mới nhất là Huỳnh Tấn Khải, học sinh lớp 10 hóa trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Khiết. Khải là con trai lớn của gia đình anh Huỳnh Thanh Nhân, từng làm ở Điện lực Bình Sơn. Cha đã mất sau tai nạn giao thông cách đây 3 năm. Động lực lớn nhất của Khải là phấn đấu vì mẹ và em nhỏ. Những giải thưởng cao là minh chứng cho nỗ lực ấy. Để động viên và đồng hành cùng Khải, Công ty Điện lực Quảng Ngãi hỗ trợ 36 triệu đồng cho em trong suốt 3 năm học cấp 3. Những ngày qua, lãnh đạo công nhân viên ngành điện ở Quảng Ngãi đã đến thăm và hỗ trợ cho rất nhiều gia đình khó khăn, gia đình chính sách xã hội, trẻ em mồ côi do cha mẹ mất vì nhiễm COVID-19. Người già neo đơn không có nơi nương tựa. 140 xuất quà được trao tặng trong dịp này. Những phần quà thể hiện sự đồng hành của ngành điện trước những mất mát, là nguồn động viên của những mảnh đời khó khăn. Con thấy vui hơn tại vì là thường ngày thì mỗi khi mà hết có mối thì bà ngoại con không có tiền mua, nhưng mà cô hôm nay cô chú xuống cho thì bà ngoại con đã được tiền hơn, nên là con cũng thấy rất là vui. Tại nhiều lúc là mẹ con phải chạy thận, rồi mẹ con bị đau rồi á, phải chạy tiền mà lúc đó gấp quá, bà ngoại không có tiền nên là nhờ con ráo nên con cũng thấy buồn. Tháng tri ân khách hàng cũng là dịp hỗ trợ người dân sử dụng điện ở Quảng Ngãi, trong đó tập trung vào người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Với chương trình phiếu quà tặng dịch vụ điện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi hỗ trợ thí nghiệm ở 17 trạm biến áp, vệ sinh 24 trạm biến áp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đặc biệt, 140 hộ dân nghèo, bệnh viện, cơ sở y tế tại các vùng, khu vực, địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh được sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt.
kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa 12 công trình điện thắp sáng đường quê đã được đầu tư xây dựng ở Quảng Ngãi trong những năm qua. Với cái diễn biến dịch bệnh hết sức là phức tạp như hiện nay, thì chúng tôi vẫn tiến hành việc triển khai tháng tri ân khách hàng đối với khách hàng sử dụng điện. Và đối tượng khách hàng thì chúng tôi tập trung đến tất cả các khách hàng sử dụng điện, trong đó quan tâm và đặc biệt đối với đối tượng khách hàng đó là những người nghèo, gia đình khó khăn bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thì chúng tôi tập trung vào đó. Ngoài ra chúng tôi cũng triển khai các cái chương trình như là tiếp tục xây dựng các cái ngôi nhà nghĩa tình điện lực và các cái hoạt động khác đặc biệt quan tâm đến người nghèo. Công ty Điện lực Quảng Ngãi dành 1,2 tỷ đồng thực hiện các hoạt động trong tháng tri ân khách hàng năm nay. Năm 2021, công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng. Các cơ sở cách ly y tế, các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên toàn tỉnh với số tiền 6,2 tỷ đồng. Những hoạt động thiết thực cùng chung tay phòng chống dịch, góp phần san sẻ phần nào khó khăn của cộng đồng xã hội. Và trên hết là hướng đến sự an toàn, quyền lợi cho khách hàng, lấy khẳng định khách hàng là trung tâm để phục vụ. Ban lãnh đạo chúng tôi cũng đưa ra cái định hướng là ngoài các cái hoạt động tri ân đối với các khách hàng sử dụng điện, thì cán bộ công nhân viên của công ty lực Quảng Ngãi cũng là cái dịp để nhìn lại mình trong thời gian vừa qua đã thực hiện tốt cái công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng như thế nào rồi, tốt ở cấp độ như thế nào rồi, dư địa còn lại chúng ta tiếp tục để cải thiện, để nâng cao cái hiệu quả, để tăng cái sự tiện ích cho khách hàng trong cái thời gian đến. Thì đây cũng là một cái dịp chúng tôi nhìn lại để có cái đánh giá và có cái kế hoạch trong cái thời gian sắp đến, nhằm mục tiêu cuối cùng đó là tăng cái minh bạch trong cái quản lý điều hành nội bộ, cũng như là tăng cái sự tiện ích cho khách hàng để khách hàng ngày càng hài lòng hơn. Hoạt động tri ân thực hiện hàng năm là lời cảm ơn của ngành điện gửi khách hàng. Cảm ơn đã đồng hành, sẻ chia, ủng hộ, tạo điều kiện để các công ty điện lực hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Công ty Điện lực Quảng Ngãi triển khai tri ân khách hàng trong thời gian cuối tháng 12 năm 2021 và đầu tháng 1 năm 2022. Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, còn có nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi và mang tiện ích đến người sử dụng điện. Điểm nhấn của chương trình tri ân khách hàng năm 2021 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi là tặng thẻ bảo hiểm an toàn điện cho 194 khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Mỗi thẻ bảo hiểm an toàn điện có mệnh giá 100.000 đồng. Nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng địa phương, khách hàng vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19 được triển khai. Công ty Điện lực Quảng Ngãi trao tặng 2.300 bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch cho lực lượng tuyến đầu, tặng 15.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho khách hàng, đơn vị trường học. Lãnh đạo và nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ngãi đến thăm và tặng quà cho 120 khách hàng sử dụng điện lớn và tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải trong năm. Đây là dịp để ngành điện và khách hàng cùng lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cùng với Viettel và VNPT Media triển khai chương trình thanh toán tiền điện qua Mobile Money. Phương thức thanh toán thuận lợi đối với khách hàng, đặc biệt khu vực nông thôn, miền núi, nhờ đặc tính có thể thanh toán trên mọi thiết bị di động, không cần kết nối Internet, không cần tài khoản ngân hàng. Triển khai chương trình khuyến mãi khi thanh toán tiền điện trên Momo, Zalo. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ra mắt website chăm sóc khách hàng và app EVN CBC chăm sóc khách hàng phiên bản mới. Nhiều tính năng được nâng cấp và cải tiến nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng, cung cấp dịch vụ tốt nhất và tăng cường hoạt động tương tác với khách hàng. Sau đây là lịch ngừng cấp điện trong những ngày tới. Để đảm bảo an toàn cho việc thi công, bảo trì các công trình điện và khắc phục, xử lý các vị trí có nguy cơ gây sự cố trên lưới điện tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch ngừng cấp điện đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực sau đây được biết để tiện bố trí công việc. Ngày 6 tháng 1 năm 2022, từ 8 giờ đến 12 giờ, ở xã Sơn Hà, một phần xã Sơn Ba, các trạm biến áp Sơn Ba 1, 5, 7, 10, riêng toàn bộ xã Sơn Ba mất điện 2 lần, mỗi lần 60 phút vào lúc 8 giờ và 11 giờ. Ngày 8 tháng 1 năm 2022, từ 8 giờ đến 13 giờ ở huyện Mộ Đức, Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi, các trạm biến áp nuôi tôm Đức Minh 1, 3, 4, nuôi tôm Bùi Ngọc Trúc, hệ thống điện mặt trời mái nhà Eco Green,
khu dân cư thương mại và dịch vụ Thi Phổ, khu dân cư Phước Chánh, các thôn Phước Thịnh, Lương Đông Bắc, Đôn Lương, Lương Đông Nam, xã Đức Thạnh, trạm biến áp Đức Hòa Chính, thôn Phước Chánh, xã Đức Hòa và toàn bộ xã Đức Minh. Ngày 9 tháng 1 năm 2022, toàn bộ huyện Ba Tơ trừ các xã Ba Trang, Ba Khâm mất điện 2 lần, mỗi lần 20 phút vào lúc 8 giờ và 16 giờ. Từ 7 giờ đến 14 giờ 30 ở huyện Tư Nghĩa, các thôn La Hà 2, 4 và một phần thôn La Hà 3 xã Nghĩa Thương, riêng các trạm biến áp, đăng kiểm Nghĩa Phương, thu phí Nghĩa Phương, toàn bộ các thôn La Hà 1, 3 xã Nghĩa Thương, toàn bộ thị trấn Sông Vệ và các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Phương trừ thôn An Đại 3 mất điện 2 lần, mỗi lần 60 phút vào lúc 7 giờ và 13 giờ 30. Từ 7 giờ đến 17 giờ ở huyện Ba Tơ, các nhà máy dăm gỗ Thượng Hải, dăm gỗ Hoàng Phú Sơn, dăm gỗ Hoàng Lâm Phú, dăm gỗ Khánh Duy, thủy điện Đắc Re và thôn Mang Lên, xã Ba Sa, huyện Ba Tơ. Ở huyện Sơn Hà, nhà máy tinh bột mì Quảng Ngãi cơ sở 2. Từ 7 giờ 20 đến 16 giờ ở huyện Nghĩa Hành, các cơ quan, huyện ủy, ủy ban nhân dân, tòa án nhân dân, công an, bảo hiểm xã hội, chợ chùa và một phần các thôn Phú Vinh Trung, Phú Vinh Đông, thị trấn chợ chùa. Riêng toàn bộ cụm công nghiệp Đồng Vinh, nhà máy năng lượng mặt trời HDB Vinatex, các thôn Phúc Minh, Đại Xuân, xã Hành Thuận, toàn bộ các xã Hành Dũng, Hành Minh, Hành Nhân, thị trấn chợ chùa mất điện 2 lần, mỗi lần 60 phút vào lúc 7 giờ 20 và 15 giờ. Ở huyện Tư Nghĩa, các thôn Tân Hội, Phú Văn thuộc các trạm biến áp 4-13 xã Nghĩa Trung và một phần xã Long Mai, toàn bộ xã Long Sơn, huyện Minh Long cũng mất điện 2 lần, mỗi lần 60 phút vào lúc 7 giờ 20 và 15 giờ. Từ 8 giờ đến 12 giờ, một phần thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, toàn bộ xã Ba Liên, huyện Ba Tơ. Từ 8 giờ đến 15 giờ ở huyện Mộ Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hưng Phú, riêng công ty Quốc Tiến, nhà máy sản xuất ngói màu Aku Ravina, công ty Phước Uyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hùng, công ty trách nhiệm hữu hạn Nông Lâm Nghiệp TBT, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Đức, kho dự trữ Đức Hiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Trường, một phần thôn 6 xã Đức Chánh ở các trạm biến áp 15 tấn 1 ca, Đức Chánh 2, 17 và các thôn An Long, Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp mất điện 2 lần, mỗi lần 60 phút vào lúc 8 giờ và 14 giờ. Cần thêm thông tin liên quan xin gọi đến Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, điện thoại 1900 1909. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.